kính chào quý vị và các bạn. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Con gái cựu thủ tướng Việt Nam lập truyền thống lạ gây bất ngờ. Bài viết được đăng trên trang Sputnik tiếng Việt. Bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch VCSC cho biết sẽ duy trì truyền thống không nhận thù lao mà không có một lý do gì cụ thể. Trong khi đó, nhân viên công ty này tới đây có thể sẽ thu lãi đậm nhờ được mua vào cổ phiếu quỹ với giá rẻ. Bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt VCSC, mã chứng khoán là VCI, vừa ký nghị quyết Hội đồng Quản trị Thống nhất triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ, đã được Đại hội Cổ đông thông qua vào ngày 16 tháng 4 năm 2018 vừa qua. Theo đó, VCSC sẽ bán 23.500 cổ phiếu VCI đang nắm giữ với mức giá là 20.000 đồng một cổ phiếu. Cổ phiếu chào bán sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Tổng giám đốc được giao phê duyệt danh sách cán bộ công nhân viên chào bán. Điều đáng nói là giá cổ phiếu VCI đang được giao dịch trên thị trường với mức giá là 102.000 đồng. Giá đóng cửa phiên 11 tháng 5 gấp hơn 5 lần so với mức giá cổ phiếu quỹ VCSC sẽ bán cho cán bộ công nhân viên. Như vậy, với việc không bị hạn chế chuyển nhượng, cán bộ công nhân viên tại VCSC có thể bán ra cổ phiếu quỹ nhận được ngay sau khi mua vào và thu lãi đậm. Tin lạc quan cho đối tượng nhân viên này của VCSC, đó là cổ phiếu VCI trong tuần qua đã tăng 6,25% bất chấp thị trường có những phiên lao dốc mạnh. VCSC kết thúc năm 2017 với hơn 1.536 tỷ đồng doanh thu, tăng 77% so với năm 2016. Trong khi đó, đóng góp mạnh cho mức tăng trưởng trên là lĩnh vực ngân hàng đầu tư với mức tăng 280%. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 655 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, VCSC cho biết sẽ chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng. Mức cổ tức dự kiến chi trả trong năm 2018 tương đương với 1.500 tỷ đồng một cổ phiếu. Đại hội cổ đông VCSC vừa qua đã thông qua phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 35%. Tổng số lượng phát hành dự kiến là 42 triệu cổ phiếu. Thông qua phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ là 10 trên 3,5. Thời gian được Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định. Nếu thành công, vốn điều lệ VCSC sẽ tăng lên 1.620 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty này cũng có kế hoạch phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP với tổng mệnh giá phát hành là 10 tỷ đồng, nâng vốn lên mức 1.630 tỷ đồng. Thời gian dự kiến trong năm 2018 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua. Trong khi đưa ra khá nhiều ưu đãi cho người lao động, thì năm 2018 này, Hội đồng Quản trị VCSC vẫn không nhận thù lao giống như các năm trước đó. Theo bà Nguyễn Thanh Phượng, gần như từ lúc thành lập đến nay, chỉ có duy nhất một năm là Hội đồng Quản trị công ty này nhận thù lao. Chúng tôi vẫn duy trì truyền thống không nhận thù lao, không có một lý do gì cụ thể, bà Phượng cho hay. Ban giám đốc nhận mức thưởng 8% trên số lợi nhuận trước thuế đã thực hiện vượt kế hoạch là 680 tỷ đồng. Ban kiểm soát nhận tổng mức thù lao năm nay là 180 triệu đồng cho 3 thành viên. Trong đó, trưởng ban kiểm soát nhận 7 triệu đồng một tháng và 2 thành viên ban kiểm soát nhận 4 triệu đồng một người một tháng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Gương mặt nhem nhúc của chế độ. Bài viết của tác giả viết từ Sài Gòn. Cái lò ông Trọng đốt lên chưa đầy nửa năm, nghe ra đã rơi vào tình trạng tức củi. Dường như củi tươi, củi khô ngày càng nhiều. Nó nhiều đến mức giả sử cái lò này đốt nổi thì chắc chắn không còn bất kỳ cái cây nào trên chế độ này tồn tại. Từ một quan chức cấp xã cho đến cấp huyện, cấp trung ương đều có thể thành củi trong cái lò chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ Ecopark, Văn Giang cho đến Sơn Trà, Đà Nẵng, Thủ Thiêm, Sài Gòn. Từ đồng bằng lên núi cao, từ những con hẻm nhỏ nhất với những căn nhà chuồng cu, chuồng chó rộng chưa đầy 10m2 cho đến những khu biệt thự ngàn tỷ. Dường như đụng vào bất kỳ chỗ nào cũng có thể thấy được một đống củi tươi, củi khô nằm chờ vào lò. Từ lĩnh vực giáo dục cho đến y tế, kinh tế, văn hóa, đi đâu, đụng đâu cũng thấy củi, mà toàn là củi gộc. Nhưng đáng sợ hơn cả là bây giờ củi thay nhau lộ diện, củi không còn sợ lò. Có nghĩa là có một cuộc chiến ngấm ngầm giữa củi và lò. Củi tìm cách làm cho người đốt lò cảm thấy mệt mỏi, lúng túng trước một núi củi trước mắt và chẳng biết nên đốt từ cây nào, chỗ nào. Trong thời gian qua, sau khi cái lò chống tham nhũng của ông Tổng Trọng đốt lên vài tháng, thì có hai hiện tượng rất rõ nét.
là yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải công khai tài sản và mọi ngóc ngách sai phạm tự thân nó vén lên khắp mọi nơi. Sở dĩ gọi đây là hiện tượng bởi nó không bình thường. Nó có dự tính và có chiến thuật, chiến lược hẳn hoi. Một mặt thì công khai tấn công vào người đốt lò Nguyễn Phú Trọng để ông này tự biết, tự hiểu mà trùng tay. Mặt khác cho tất cả mọi thứ lộ diện như một tất yếu của chế độ. Trong trường hợp này, nếu người đốt lò chấp nhận luật chơi đã đặt ra là đốt tất cả thì e rằng sẽ không đủ sức và đặc biệt là không thể đốt xong rồi tự biến mình thành củi. Nếu may mắn thì thành cây củi sau cùng. Những người yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng công khai tài sản không phải là những kẻ vất vơ không hiểu gì, nói cho thỏa chí, cho sướng miệng, mà có thể họ đã có một danh sách tài sản chìm nổi của ông Trọng. Điều mà họ mong đợi là khi ông Trọng tuyên bố công khai tài sản, thì đó cũng là cơ hội để họ, trong một vai diễn truyền thông, sẽ đứng lên lần lượt điểm danh từng khối tài sản chìm nổi của người đốt lò. Có vẻ như đã nhìn thấy được đối phương muốn gì, hoặc giả nhìn thấy sự thất bại phía trước, một khi chấp nhận lời thách đấu của đối phương, nên Tổng Trọng im hơi lặng tiếng, không dám công khai tài sản. Nhưng có vẻ như Tổng Trọng có một lựa chọn khác, bởi ông là người kiến tạo và chủ trì cuộc chơi đốt lò, nên ông đã có những đấu pháp chưa trình diễn. Về phía củi, gần như số lượng tăng đột ngột kể từ khi cái lò của ông Trọng nổi lửa. Điều này, nếu nhìn từ bên ngoài, người ta dễ dàng lạc quan và tin rằng nhờ cái lò chống tham nhũng mà mọi chuyện được công khai, mọi cái xấu được tố giác và trật tự xã hội công bằng sẽ dần được lấy lại. Nhưng thực tế, mọi chuyện không phải là như vậy. Hãy nhìn vào vụ án của kẻ ấu xâm có trên 50 năm tuổi đảng của Nguyễn Khắc Thủy. Y không những không bị trừng phạt đích đáng, mà y còn được hưởng một mức án sa lông với 18 tháng tù treo, mà với kẻ có tiền, có quyền và lộng xâm như Thủy. 18 tháng không được đi ra khỏi nơi cư trú, chẳng khác nào 18 tháng đi nghỉ mát và chơi bời. Và cái bản án này đã cho thấy điều gì? Nó không đơn giản cho thấy sự bất minh, rốt nát và tăm tối của nền chấp pháp Việt Nam, bởi điều này không cần chứng minh thêm, nó vẫn tồn tại mạnh mẽ. Vấn đề là nó cho thấy cái lò chống tham nhũng, chống tiêu cực của ông Trọng không đủ nóng, không làm rát mặt bất kỳ cây củi nào nếu như chúng không nằm trong tầm với của ông Trọng. Nghĩa là nó không thuộc phe nhóm đối thủ, nó không thuộc những nhóm quyền lực đối lập của Tổng Trọng. Ngược lại, nếu cái lò của ông Trọng nhằm bảo vệ sự trong sạch của đảng, thì chắc chắn tòa án Vũng Tàu có ăn gan trời cũng không dám tuyên án, chẳng khác gì con nít chơi đồ hàng như vậy. Bởi vì để sống một con dê già từng hãm hại nhiều số phận trẻ em, đã giết chết nhiều tương lai của quốc gia, là một trọng tội. Đặc biệt đây còn là con dê có tới hơn 50 năm là đảng viên Cộng sản. Nếu để sống con dê này, thì đảng Cộng sản chẳng còn mặt mũi nào mà ngẩng lên. Nhưng không, tòa án Vũng Tàu dường như chẳng sợ sệt gì cái lò của ông Trọng. Họ sẵn sàng đạp qua dư luận, đạp qua lương tri, đạo đức và đạp qua pháp luật. Thậm chí là đạp qua cả điều lệ đảng Cộng sản để làm cho được chuyện động trời. Mà cái chuyện động trời ở đây là lấy tay che mặt trời, toa rập, bảo vệ cho một kẻ ấu xâm, kẻ phá tan nát điều lệ đảng và đạp đổ giá trị đạo đức, đổ dơ lên mặt đảng. Sở dĩ tòa án Vũng Tàu dám tuyên án qua loa chiếu lệ cho Thủy, bởi vì họ biết và tin rằng họ còn lâu lắm mới vào cái lò của ông Trọng. Vì ông Trọng có cố gắng tăng công suất đốt lò lên gấp 5, gấp 10 lần hiện tại, thì cho đến khi hết nhiệm kỳ về vườn, số củi ông đốt được cũng chưa đầy 10%, và số củi thừa này sẽ là tai họa cho Tổng Trọng cùng phe nhóm của ông ta. Điều đáng sợ nhất là củi đang chơi trò đánh đố với người đốt lò. Chúng thi nhau, nhao nhao gọi củi đây đốt tao đi, đốt em đi, đốt ông đi. Người đốt lò vã mồ hôi vì nhìn đâu cũng thấy củi. Cả một rừng xanh đảng viên đảng Cộng sản là một rừng củi và cây nào cũng nhao nhao trực nhảy vào lò hoặc xông tới để đẩy người đốt lò vào lửa. Bởi ông ta cũng là cây củi. Chiến thuật này không có gì mới mẻ, nhân dân dùng để đối phó với chính quyền cũng nhiều. Ví dụ như trong làng có người bị kết tội đánh kẻ bắt chó trộm, dẫn đến chết người thì cả làng kéo đến tòa, ai cũng nhận mình từng đánh kẻ trộm đó. Kết quả là không thể bắt nhốt tất cả dân làng và càng không thể bắt nhốt người vừa bị kết tội, bởi làm vậy là đang chọc giận đám đông dân làng và dư luận. Cái kiểu chơi nhận tội tập thể hoặc lộ tội tập thể và ngầm gửi thông điệp đến quan tòa về những liên lụy của ông ta trong tội lỗi đã giúp cho không ít đám đông giả hoạt nắm phần thắng
Và hiện nay, dù có mắt nhắm mắt mở, người ta cũng không dễ dàng nhận ra là Tổng Trọng đang chịu sức ép lộ tội tập thể và mối nguy sâu chuỗi tội lỗi có thể dẫn đến tình trạng người đốt lò chết ngộp vì khói lò. Điều này chỉ cho thấy người dân Việt Nam thật đau khổ và tội nghiệp. Dường như chúng ta đã quen với chịu đựng khổ nhục, quen với bất công, quen với việc bị đè đầu cưỡi cổ và quen với mọi khổ ải, nhưng chưa hề quen với tỉnh thức và nhìn lại thân phận mình, chưa bao giờ quen với tự vấn, tự đặt câu hỏi vì sao mình khổ. Chính vì vậy mà nhân dân còn khổ dài, khổ mãi, vừa khổ vừa vỗ tay trước màn kịch của kẻ thống trị mình.